Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình với chuyên mục Bạn có biết. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một ngôi chợ có tên là chợ Kim Biên. Khác với những ngôi chợ truyền thống khác là chuyên bán về các loại thực phẩm thì chợ Kim Biên lại chuyên buôn bán về các mặt hàng hóa chất. Thực ra là chợ Kim Biên không phải là một ngôi chợ quá nổi tiếng từ thời xa xưa, mà nó chỉ thực sự được biết đến vào khoảng thập niên 60. Và trước đó thì đây cũng chỉ là một ngôi chợ nhỏ bình thường như bao ngôi chợ khác mà thôi. Trước năm 1975 thì chợ Kim Biên được biết đến là một chợ bán những cái mặt hàng nhu yếu phẩm. Và cái điểm đặc biệt ở đây tức là những cái mặt hàng ở đây đều là những cái mặt hàng mà phục vụ cho đời sống hàng ngày. Ví dụ như là quần áo, bình đựng nước, lương khô hay là đồ hộp. Và giá ở chợ Kim Biên thì rẻ hơn so với giá thị trường bên ngoài, cho nên là có rất nhiều những cái người thuộc tầng lớp bình dân của Sài Gòn xưa tìm đến chợ để mua sắm. Và sau năm 1975, sau khi giải phóng thì chợ Kim Biên có khoảng chục năm để chuyển sang buôn bán những cái mặt hàng khác, ví dụ như là lương thực, vật liệu xây dựng và ăn uống, nhưng mà không hiệu quả. Rồi mới đến chuyển sang kinh doanh các mặt hàng về gia dụng, trong đó có hóa chất. Và như vậy là cho đến nay thì chợ Kim Biên đã có khoảng 20 năm được biết đến với tư cách là một chợ buôn bán các loại hàng hóa, hóa chất. Và trong vòng chục năm trở lại đây gần nhất thì chợ Kim Biên đã vươn lên trở thành một chợ đầu mối hàng đầu chuyên buôn bán các loại hàng hóa chất công nghiệp. Ngoài giá thành rẻ của một chợ xỉ thì điểm mà hấp dẫn ở ngôi chợ này đó chính là các loại hàng hóa rất là phong phú, đa dạng và có xuất xứ từ nhiều nơi khác nhau. Là điểm cung cấp hóa chất khá là tiện dụng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, cho nên là chợ Kim Biên khá là nổi tiếng và xuất hiện phổ biến trên các phương tiện truyền thông như là xuất xứ, nguồn gốc của những cái loại hóa chất này. Tuy nhiên, giá thành rẻ và việc tiếp cận cũng khá là dễ dàng, cho nên việc sử dụng hóa chất khá là bừa bãi và cũng đã gây ra những hậu quả đáng tiếc. Hy vọng rằng là trong tương lai, chợ Kim Biên sẽ được quản lý chặt hơn về việc mua bán những cái hàng hóa, hóa chất này để làm sao ngôi chợ xỉ này sẽ được trọn vẹn là một niềm tự hào của người dân thành phố.